Chào em. Em có bảo cái cung phu mà có cự đồng không kiếp. Ở cái trục đấy thì kiểu gì Tam Phương có kiếp thì cũng có cả không rồi. Nhưng có quang quý thai tọa thì hóa giải được không? Về cơ bản thì nếu mà có quang quý đồng cung ở trong cái tổ hợp đấy thì nó cũng có thể hóa giải được cái lực lượng sát tinh là chỉ có địa kiếp ở trong đồng cung cùng với cả thằng địa không nó đi về. Và cái hay nữa là tuổi Tân mà mệnh dương lương như thế này thì đồng chí Thái Dương nó còn có hóa quyền nữa nhá. Và trong cái đấy nữa, nó có một cái nữa mà em quên mất, đó chính là lộc tồn. Nó cũng có thể là một tổ hợp liên quan đến việc nó làm giảm bớt cái tính hung của tổ hợp không kiếp đi đấy, nó cũng là cái hay. Nhưng mà khi hóa giải cái hung không có nghĩa là cái hung nó sẽ không xảy ra. Em phải hiểu vấn đề nó như thế này nhá, nó giống như kiểu mình ốm ấy, xong mình uống đúng thuốc ấy thì mình sẽ khỏi, có nghĩa là cái bệnh đấy nó vẫn xảy ra nhưng nó lại không để lại những cái hậu quả nặng nề hoặc là những cái hậu quả mà mình đáng mình phải nhắc đến. Thì cái việc này nó cũng dẫn đến cái tình trạng là kiểu gì trong cái mệnh bàn, nhất là cái mệnh nữ mệnh của em mà là lại là nữ mệnh dương lương ấy, cái tuổi Tân này thì thực ra là trục bạch hổ thì tôi cũng không không biết là tuổi Tân gì, Tân Tỵ hoặc là Tân Hợi đấy, thì Tân Hợi chắc là hơn tuổi tôi rồi hoặc là chưa đẻ ra, nhưng mà tuổi Tân Tỵ thì còn khá trẻ. Thôi thì về cơ bản thì với cái trục này thì và nữ mệnh dương lương thì nó sẽ có hai vấn đề xảy ra, một là lập gia đình rất muộn, hai là kiểu gì nó cũng rơi vào một cái hoàn cảnh là có thể là người ta hay nói là mà lấy nhầm người. Bởi vì cái người mà mình rất là thích ấy, với cả mình giới thiệu với cả họ hàng người thân bạn bè, mình tưởng là mình thích thằng A lắm nhưng về cơ bản là sau này thì nó sẽ không đến được với cái thằng A đó mà sẽ lấy một cái người B, một cái mẫu người B kiểu thế. Nhưng mà về cơ bản là nó cũng chỉ kém ở cái những cái chuyện tình duyên tình cảm, ở những cái người ta gọi là mối tình đầu thôi. Thế còn cái tổ hợp này thì cũng không đáng lo. Cái đáng lo nhất là cái mệnh khi Thái Dương hóa quyền cộng với Thiên Lương. Tôi hy vọng là cái tổ hợp này là Dương Lương cư Mão nó còn đẹp nhá, nó còn được. Thế còn Dương Lương cư Dậu thì không đẹp bằng. À, Dương Lương cư Dậu thì không 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 đẹp bằng. Nó thực ra là cũng không phải là quá xấu. Nhưng về cơ bản thì bảo đẹp thì nó cũng không hẳn. Và chốt lại cái vấn đề là trong các tổ hợp về mặt cát tinh này của em thì hoàn toàn có thể khống chế được cái tổ hợp sát tinh, bởi vì sát tinh nó không nhiều mà cát tinh thì mình nhiều hơn, cộng với cả cách cục của nó cũng hay nữa. Lộc quyền song lộc, quang quý thai tọa đều là rất nhiều những cái tổ hợp cách cục đẹp nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.